Rồi, hello, xin chào mọi người ha. Trong giờ này mình chơi game Dragon Ball tiếp theo. Vâng, thì cảm ơn mọi người trở lại với kênh của mình. Trong giờ này mình sẽ chơi game này các bạn. Ngày hôm nay ngày chơi 1 tháng 5 2022 nhá. Vâng, các bạn thấy trên màn hình là mình đang trình chiếu cho bạn xem những nhân vật mình sẽ sắp chọn cái nhân vật để mình chơi. Mình sẽ xem cái tôi sẽ chọn nhân vật gì. Vâng, bắt đầu. Nhân vật. Giờ 頑張ってね。造作もない。